ngày rằm tháng 8 ạ, tranh thủ ra tí tôi phải chạy đi bây giờ, không ở lại lâu được, phép có thể quay nó rung lắc tí thì các bác cũng cảm phải về trường trước được. Này chú ra sớm thế. Mấy triệu làm này chứ mà mấy triệu thôi. Sao làm này chậm chậm này chậm em đến ngoài quá rồi đấy. Thích mấy cái đồ nhỏ nhỏ xinh xinh này. Thế là phải bỏ ra bảo làm cho em vào cái chuyên mà chưa biết cái chuyên gì cho đẹp bây giờ. Đó, một cái chuyên chơi cái chuyên lâm sàng quáng với tử xa này. Ôi trời lắm. Cái xinh xinh thôi. Đấy, gọi là cái chuyên nhưng mà không biết là vợ thích cái màu gì quan trọng. Anh cứ bảo đẹp là ok mà. Màu gì? Không, cũng phải nhìn cái chuyên, cái chuyên nó phải chuyên cũ xưa xưa một tí, nó bỏ dưa thôi. Giờ chuyên cái quay lấy ra, rồi cái ra đồ trong này mới nuôi này. Nuôi chuyên hợp lý. Gạo này mấy đồng anh? Ơi, gạo này bao nhiêu? Gạo hơn 20. Hơn 20 à? 26. 26. Chả biết có hoa chưa? Chưa. Khó phết nhỉ? Anh chưa thấy ra hoa. Ở anh thì chưa thấy hoa. Ra hoa thì là giống cây của ông Dũng hay cô Bắc? Dũng thì nó là gạo hạt, thế còn của anh ấy chứ, của anh Phiếu thì có cây to như này nhưng mà nó siêu bay siêu siêu hình cây. Hoa sướng, có cái hoa to nhìn sướng. Thế này ông về để với nhà thờ họ cổ cổ nhỉ? Quá đẹp. Gạo đấy chữ hạt. Đây mới để cây đại nữa. Rồi. Ngâu này thì bao nhiêu anh? Ngâu 12. Đang quá nhỉ. Để người đến xa này xem. Alo. Anh nhỉ? Đúng rồi. An Khánh ngoài Đức. Đúng rồi, cầu vượt An Khánh. Thôi. Cứ vào hỏi thăm ông Nhạn bán cái cảnh thì chắc ai biết. Đúng rồi, đúng rồi. Đoạn đoạn đấy. Chỗ Yên Lũng ấy, cổng làng Yên Lũng đi vào. Đúng rồi. Đúng rồi. 12. Đấy. Cái rễ này thì là nhân tạo thôi nhưng mà quá là lâu rồi. Ngâu, tôi chơi ngâu hay hiếm hơn nguyệt quế. Hoa này, mùa hoa ngâu này. Thích cái cây ngâu này đấy. Cây này phải để, chắc phải chơi cái chậu rẻ quạt. Rẻ quạt. Chết cười, hôm trước hôm qua tôi có mua một ít đôn rẻ rẻ thôi. Có một lúc đấy thì có bác ship đi Âu Đôn đấy thì bác cũng quen tôi. Nhưng mà sau đấy thì có một ông anh mới quen mới vào, không biết mình là ai, không biết mình làm YouTube biết đâu. Thì vào thấy cây cối của mình nó nhiều cái nó cũng lem nhem, ông cứ nói chuyện, cứ tâm sự này nọ rồi dạ ý như muốn góp ý mình là chơi cho nó ngon lành vào. Nhưng thực tế là... Về lỡ ra này ngồi đây à? Có cây ngâu hay này ông? À? Có cây ngâu này. Làm cái chậu rẻ quạt nha. Chậu ngâu không quấn loại nhỉ. Ngày xưa chắc đến đây thôi. Ngày xưa chắc đến đây thôi. Ngâu là cái rễ này sợ nhỉ. Tất nhiên là nhân tạo thôi nhưng mà nhưng mà làm đấy, mà ngâu là không có. Mình tán có quả chứ. Chơi hay hơn một quế đấy con. Tất nhiên là không phải là hay là đẹp hơn hay không là ý này. Nó ít hơn, nó hiếm hơn. Nó hiếm hơn. Đấy, có quả gạo, dám ăn. Xem cái bệ. Gạo thì khó mà có bệ này. Chỉ có như này. Hoa giấy thì bao nhiêu anh?
cái phiên rằm nên chắc là cũng vắng. Đấy, cái nhà trước cái đỉnh B mà nó hơi nặng. Cho mái mất. Tị đang đi săn cây này. Tị cái hoa giấy này được này, nó hơi cao, hơi cao được. Và bác ở trong Bình Thuận mà bác quen thôi, bác cái chơi cây này thì cũng được, nhưng mà không biết bác có thích cái dáng này không, và cái cây này hơi cao, gửi vào hơi khó. Cái cây thì bình thường cái chậu khá là cao, cho nên nó khoảng 80 phân, 7-80 phân đóng thùng xốp thì hơi vất. Sạch sẽ, rất sạch sẽ, nhiều hoa. Cây này nó ở cái chậu nó đã mất nửa tiền. Mua chủ yếu là lấy chậu thôi đúng không? Cây một phần thôi, cây xấu. Chậu thì xi măng thôi, nhưng bây giờ chẳng ai đắp cái này nữa, cho nên là người ta thích. Và bây giờ cái này là ít người ta thích. Ừ, ít được rồi. Khổ. Cái kiểu dáng này đẹp. Dành. Xin chào người đẹp. Lúc trước có đồng chí nào gọi anh lấy cây đúng không? Mẹ, nhưng để thế thì xe làm sao được? Thế còn cái cục đấy thì bao nhiêu? Đấy. Hôm trước ông nào đang lên mạng đúng không nhỉ? Sao nhìn cả nó bé bé rồi to phết nhỉ? Đấy. Ui, này có vẻ đẹp hơn đấy. Cách có mỗi phiên mà đẹp hơn đấy. Vẫn 20 à? Vẫn 20 à? 20 triệu. 20. Bán rồi 20 triệu. Tưởng không có để mua chịu nào. Dạ. Tí ra lấy đấy, đúng không? Có cả, hình như dặn cả cái cây, có một ông dặn cả cái cây, cây xanh ấy đúng không? Cây xanh lùn lùn này. Nhưng mà bán rồi. Bán 20 rồi. Đấy, xem Kim gọi alo rồi. Xem Kim alo rồi. Để chui vào xe lại con này. Đấy, còn kết nối kiểu này thôi. Chứ mình cũng chả có nhu cầu gì hay là xin lộc lá gì của ai đâu. Đi quay thôi. Đang tìm lối vào mà không có lối đi. Vòng đây. Sẽ cố gắng quay khoảng 2 video rồi tôi đi thôi. Anh chơi đấy là khó đấy ạ. Dạ. Anh bán là 700 ạ. Một cây đi anh ơi. Cây này hôm trước mình cứ tưởng bé, mẹ to thế nhỉ? Hả? Cây này tưởng bé to. Cũng bé, con này nằm nhanh. Đã được cầm đồng nào chưa? Chưa. Dặn ra.
Ô, alo lại đi. Nếu thích thì cho ông kia thử luôn. Thật đơn giản, em tưởng cái giá nào thì đang đi theo. Cắt để vươn ra này. Cái gì? Cắt. Cắt một cái để vươn ra này. Không để làm gì, có đấy cắt sâu vào nữa. Thu vào thì. Nhưng mà khi nào cũng làm thì thu. Ừ, không có nên mình cắt này thôi để dư ra còn không bắn ra thì thu sau. Bắn ra thu sau hoặc là cầm tay để cầm tay đấy. Ý tôi là như vậy. Cầm này xách lên rồi làm toàn. Vừa làm xong 281. Em mua đi ông ơi. Đi lốc. Tôi nghĩ là bé có đến 281 đó. 10 mét dài tổng 3m8 vuông đẹp là trên tầng tư quá thì 38m2 tôi được tí nhún nhún. Anh vừa bắt xong bây giờ anh thế thì anh chỉ được chơi cây nhỏ thôi mà anh chơi cây dòng nó này chỉ có si là một thành cây hai cùng số. Xanh si tầm mà nó cười đi hết nhỉ. Nào có quy đại kia đẹp. Không ngon đâu.